Em chào các bác, đây là cái cây hoàng thảo kèn các bác. Hoàng thảo kèn này thì nó là một cây rất là đẹp, hoa rất là xương bông, nó cũng là cây màu sắc đẹp, rất đáng chơi các bác. Hoàng thảo kèn này thì nó thường hơi ưa khô một chút các bác nhé. Ví dụ như các bác ghép hoặc là trồng ấy, thì nên trồng vào cục gỗ hoặc trồng cục dớn. Nên trồng gỗ là nó thoát nước tốt hơn. Với cây hoàng thảo kèn này thì nó ưa thoáng một chút và hơi khô một chút. Nếu như mà các bác mà giá thể ẩm ấy, là mình trồng rất là khó. Ví dụ như mình trồng rêu là rất khó. Mình nên trồng bằng cục gỗ, hoặc là nếu trồng một chậu thì trồng loại giá thể nó thoát nước, nó hơi khô một chút, và như dạng như kiểu là than hoa hoặc là vỏ thông loại to, hoặc là những cái loại giá thể nó thoát nước tốt các bác. Không nên dùng các loại giá thể giữ ẩm. Hoàng thảo kèn này thì nên ghép vào gỗ thì dễ nhất, hay hơn các bạn. Hoàng thảo kèn này thì nó ưa khô một chút thế thôi. Mình trồng thì vườn thì vẫn cứ phải độ ẩm cao các bác nhé. Vẫn phải độ ẩm cao thì là cây lan ấy thì thường nó phải độ ẩm cao một chút thì nó mới dễ trồng các bạn. Độ ẩm cao nhưng cái độ ẩm ở giá thể thì nó lại ít hơn các bạn. Còn nếu cái độ ẩm giá thể mà cao ấy, mà mình trồng các loại giá thể giữ ẩm tốt ấy, thì nó sẽ hay bị bệnh. Hoàng thảo kèn này nó cũng hay bị bệnh các bạn. Cái hoàng thảo kèn này thì nó có cái màu tím, màu hồng và màu trắng, là màu hồng, màu trắng là màu đột biến các bạn. Còn cái màu thường, màu rừng như này là màu tím đậm. Hoàng thảo kèn này thường là tím đậm các bạn. Hoàng thảo kèn này là loại có hương thơm các bác nhé. Có hương thơm, có một số cây không thơm, nhưng mà tỷ lệ có thơm với thơm này xem nhau. Hoặc là hương nó nhẹ, có loại có hương nhưng mà nó nhẹ, có loại hương nó đậm hơn. Như cái hoàng thảo kèn này thì nó cũng là cây có hương. Ngày trước thì em nghĩ nó là cái cây mà không hương, tại hương nó nhẹ. Gặp cái hương nhẹ, còn khi mà gặp cái hương nặng ấy, hương nó mạnh ấy, mình ngửi thấy cảm thấy rất dễ chịu quá, hương rất là thơm. Hoàng thảo kèn này thì nó khá là khó trồng ở Hà Nội. Thường ấy là nếu như mà trồng thì cũng trồng được, nó vẫn phát triển tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mình trồng hoàng thảo kèn như em ở Hà Nội ấy, là em trồng cái cây hoàng thảo kèn ấy, là khoảng tầm 2 đến 3 năm là em phải thay, có nghĩa là nhổ cắt đi trồng lại. Cây hoàng thảo kèn này, cây ngọc thạch hay là một số cây nó hơi khó trồng một chút. Thì nếu như mà gọi là thuần lâu thì cây nó sẽ còi cọc dần. Còn nếu như mà cứ ghép lại khoảng tầm 2 đến 3 năm mình ghép lại một lần ấy, mình cắt hết những cái rễ thối đi, rễ hỏng đi, thì cái cây nó lại ra rễ mới và nó lên mầm thì rất là khỏe. Đấy là như em thấy là nuôi hoàng thảo kèn như vậy, nó cũng dễ thôi. Nhưng nếu như mà cái giá thể mà nó quá lâu ấy, thì là nó hay bị có những cái rễ ở những cái thân già, là những cái rễ đấy nó là những cái rễ ra từ trước từ lâu ấy, thì nó hay bị hỏng. Nó bị hỏng thì là nó có những con vi khuẩn nó ở trong những cái rễ đó, xong nó ăn từ cái rễ đó sang những cái rễ khác. Tại vì hoàng thảo nó rễ nó rất là nhỏ và rễ nó thường là ăn chồng chéo lên nhau, thế nên nó cộ lên rất là dày, nó thành một cụm rất là dày. Cụm dày như thế thì là nếu như những cái rễ hỏng nào á, có nghĩa khoảng từ 2 đến 3 năm thì nó bắt đầu có rễ hỏng, thì cái rễ hỏng đó thì nó có những con vi khuẩn thì là nó sẽ ăn sang những cái rễ mới rất là dễ hỏng. Thế nên là theo em, như em trồng cái loại hoàng thảo kèn này thì là em trồng cứ khoảng tầm độ 2 năm hoặc là 3 năm là em phải cắt ra em trồng lại. Còn các loại hoàng thảo khác thì nó có thể là ổn định nhiều hơn, ví dụ như là hạc vĩ, phi điệp ấy, thì nó dễ trồng hơn, thì có thể là 4-5 năm mình thay giá thể cũng được, không sao. Nhưng mà riêng hoàng thảo kèn này nếu mà tầm lâu quá mà mình không thay giá thể ấy, thì là nó phát triển hơi kém. Còn đấy là em nói về khí hậu ở Hà Nội chỗ em nhé, nó đa phần nó như vậy. Còn một số nơi mà nhà các bác mà trồng mà khí hậu nó mát hơn hoặc là nó hợp với kèn hơn thì nó có thể là 5-7 năm mình ghép lại cũng được, hoặc mình không ghép cũng chả sao, cây nó vẫn tốt. Thì nó phụ thuộc tùy từng nhà ấy. Nhưng mà nếu như nhà các bác trồng cái loại hoàng thảo kèn này mà mình cảm thấy là năm nay là nó yếu hơn, thân nó nhỏ hơn, còi hơn so với năm trước ấy, thì mình nên ghép lại bác nhé. Cắt ra, cắt hết cái rễ hỏng đi, xong mình ghép lại vào năm mới, vào đầu mùa xuân, dạng mùa này này, cái mùa mà nó lên mầm các bác, thì mình ghép nó lại, sau đó thì nó ra mầm, nó ra rễ, nó bám, nó khỏe luôn, lại nuôi được luôn các bác. Chứ các bác không nên để nó quá lâu các bác nhá. Có nghĩa là các bác cứ nhìn theo cái sức khỏe của cái cây á, cái cây mà nó cảm giác nó yếu, thân năm nay nó nhỏ hơn thân năm trước, thì các bác nên ghép lại. Thì đấy là cái kinh nghiệm của em về trồng hoàng thảo kèn này. Còn nếu để lâu quá thì nó hay bị hỏng và chết nguyên bụi các bác, tại vì nó dính liền với nhau mà các bác. Thì cái cây hoàng thảo kèn này nó là cây rất đẹp, rất đáng chơi, cực kỳ xương bông, màu tím đậm rất là đẹp các bạn. Thì cũng là cây rất đáng sưu tầm, thì các bác có thể tham khảo thêm với cái hoàng thảo kèn và mua sưu tầm cái loại này các bác nhé. Có cần tư vấn gì thì các bác cứ nhắn số điện thoại giúp em, thì em sẽ tư vấn thêm để các bác hiểu rõ hơn các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.